Cô chào các em. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại một số nội dung của bài học trước. 1. Để mở một văn bản mới, em nháy chuột chọn lệnh nào? 2. Để mở một văn bản đã lưu, em nháy chuột chọn lệnh nào? 3. Để lưu văn bản, em nháy chuột chọn lệnh nào? Các em cùng suy nghĩ. Để mở một văn bản mới, em nháy chuột chọn lệnh new. Để mở một văn bản đã lưu hay là đã có trong máy tính, em nháy chuột chọn lệnh open. Để lưu một văn bản, em nháy chuột chọn lệnh save. 4. Sử dụng phím backspace để xóa từ one, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? Cô có 4 đáp án. Các em cùng suy nghĩ. Sử dụng phím backspace để xóa từ oăn thì em đặt con trỏ soạn thảo ở ngay cuối từ oăn. Đáp án đúng là C. 5. Em sử dụng hai lệnh nào dưới đây để di chuyển phần văn bản? Cô cũng có 4 đáp án. Để di chuyển phần văn bản thì em hay sử dụng lệnh cắt và bay. Đáp án đúng là B. Như vậy là cô đã ôn cho chúng ta một số cái lệnh mà hay sử dụng trong phần mềm soạn thảo văn bản. Thì ngoài ra các em cũng phải thực hiện được các thao tác, ví dụ như là chọn phần văn bản, thao tác sao chép, thao tác di chuyển phần văn bản. Thì các thao tác này cô đã hướng dẫn các em ở bài 15 chỉnh sửa văn bản. Thì các em xem lại cho cô và ghi nội dung bài 15 chỉnh sửa văn bản vào trong quyển tập cho cô. Đây là nội dung chính của bài 15. Với các kiến thức đã học và các kiến thức mà cô vừa ôn, hôm nay cô và các em chúng ta học một bài học mới, đó là bài thực hành 6 em tập chỉnh sửa văn bản. Thì mục đích của bài thực hành 6 em tập chỉnh sửa văn bản có hai mục đích chính. Thứ nhất là các em thực hành thao tác mở một văn bản mới, gõ nội dung, chỉnh sửa nội dung. Mục đích thứ hai là các em lưu văn bản, thực hiện sao chép, di chuyển văn bản. Đây là nội dung thực hành của bài thực hành 6. A. Khởi động Word, gõ nội dung sau đây và sửa lỗi sai nếu có. Muốn khởi động được Word thì các em nháy đúp chuột vào biểu tượng có hình W trên màn hình nền. Và để gõ được cái nội dung vào trong phần mềm soạn thảo văn bản thì các em phải thuộc cho cô một trong hai kiểu gõ phổ biến hiện nay. Một là Telex, hai là kiểu Vini. Các em chỉ cần thuộc một trong hai kiểu gõ. Có một số bạn mà chúng ta vẫn chưa thuộc thì các em phải học thuộc cho cô một trong hai kiểu gõ này. Các em cảm thấy cái kiểu gõ nào mà các em cảm thấy nó phù hợp, nó dễ gõ, thuận tiện thì các em gõ. Đây là một nội dung mà cô đã gõ trong phần mềm soạn thảo văn bản. Và có một số em chọn được cái kiểu gõ rồi, nhưng mà khi gõ lại không ra chữ Việt, chữ tiếng Việt. Thì khi đó các em để ý cho cô, ở phía dưới cùng có cái nút mũi tên, các em nháy chuột vào đó. Và chú ý cho cô có cái biểu tượng mà có chữ E là chúng ta gõ kiểu chữ tiếng Anh. Khi chúng ta nháy chuột vào đó thì chuyển từ E sang có cái biểu tượng là chữ V, thì khi đó các em mới gõ được kiểu chữ tiếng Việt. Như vậy
nếu máy máy của mình á mà không gõ được kiểu chữ Việt thì các em kiểm tra cho cô, nếu là chữ E thì các em nháy chuột vào chữ E để chuyển thành chữ chữ V. Thì đây là một lưu ý trong quá trình các em thực hành. B. Thay đổi trật tự các đoạn văn bản bằng cách sao chép hoặc di chuyển để có thứ tự nội dung đúng. Vậy thế nào được gọi là nội dung đúng? Thì các em tham khảo cho cô sách ngữ văn 6 tập 2 bài Biển Đẹp để xem thứ tự nội dung đúng của đoạn văn bản đó. Hoặc là nếu không thì các em cũng có thể tự động thay đổi cái vị trí của các đoạn văn bản để chúng ta biết cách di chuyển một phần của văn bản. Không nhất thiết là phải giống trong sách. Cô lấy ví dụ như cô muốn di chuyển hai dòng này lên vị trí đầu. Cô thực hiện như thế nào? Đầu tiên là cô sẽ chọn phần văn bản muốn di chuyển. Sau đó cô sẽ chọn vào lệnh cắt. Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí mà cô muốn di chuyển và cô chọn vào lệnh V. Như vậy là cô đã thực hiện di chuyển phần văn bản. Ngoài ra thì các em cũng có thể sử dụng phím tắt để di chuyển. Đầu tiên các em cũng chọn phần văn bản muốn di chuyển. Sau đó chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl X trên bàn phím. Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl X. Sau đó cũng chọn đến nơi muốn di chuyển đến và nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl V. Như vậy có rất nhiều cách để các em di chuyển. Các em sử dụng cách nào cũng được, miễn là chúng ta thực hiện được thao tác di chuyển. Thì ngoài ra thao tác di chuyển thì các em cũng có thể thực hành thêm thao tác, đó là thao tác sao chép. Chúng ta chọn vào lệnh copy và muốn thực hiện thao tác sao chép đến vị trí nào thì chúng ta chỉ cần để con trỏ soạn thảo đến vị trí đó và chọn V. Thì đây chúng ta có thể tham khảo thêm lệnh sao chép. Và sau khi các em thực hành xong rồi, các em lưu lại cho cô. Ở đây cô đã lưu với tên là Biển Đẹp. Thì cách lưu cô hướng dẫn lại là chúng ta vào File, chọn Cell hoặc là Cell Add. Và chúng ta chọn nơi mà chúng ta muốn lưu cái văn bản đó, ví dụ như ở C. Ví dụ tên mà muốn lưu ở đây là, ví dụ cô lưu một tên khác đi, Biển Đẹp 2 chẳng hạn. Sau khi gõ tên cần lưu ở file name, ta gõ xong tên mà chúng ta muốn lưu rồi thì chúng ta nhấn vào share. Và chúng ta để ý cho cô ở phía trên này nè, sẽ có chữ Biển Đẹp 2. Như vậy là các em đã lưu thành công. Chúng ta đã lưu thành công với tên là Biển Đẹp Đẹp 2. C. Lưu văn bản với tên Biển Đẹp thì các em thực hiện thao tác tương tự như cô vừa hướng dẫn. Phần hướng dẫn tự học ở nhà. Thứ nhất là về phần lý thuyết. Phần lý thuyết này các em ghi vào trong quyển tập cho cô nội dung của bài 15 chỉnh sửa văn bản. Đây là cái nội dung mà các em ghi vào trong quyển tập cho cô. Tiếp theo là phần bài tập. Phần bài tập thì cô có hai bài, bài 1 và bài 2. Thì các em chọn cho cô bài 1 hoặc bài 2 để làm. Và bài 1 này là đối với học sinh không có máy thực hành thì các em làm bài 1 cho cô, làm bài tập 1. Điền kiểu gõ mà em biết vào cột tương ứng. Mình biết gõ kiểu nào thì mình điền kiểu đó. Bài 2 là bài thực hành 6. Bạn nào có sách thì có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa trang 117. Và bài 2 này đối với những em có máy để thực hành thì các em làm bài 2. Đây là nội dung của bài thực hành 6. Bạn nào không có sách giáo khoa thì có thể nhìn ở đây, chúng ta chụp lại để chúng ta thực hành.
Như vậy là cô nhắc lại là phần bài tập thì các em làm bài 1 hoặc bài 2 chứ không phải làm cả hai bài nha, làm bài 1 hoặc bài 2 tùy theo điều kiện của mình. Và khi làm xong bài 1 hoặc bài 2 rồi thì các em ghi họ tên, lớp, số thứ tự và gửi vào Zalo hoặc là Gmail cho cô. Và nộp cho cô trước ngày 27 tháng 2. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô thân mến, chào tất cả các em.